Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần loa trong loa nghe gọi trên Xiaomi Mi 6 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Loa ngoài thì nó khác biệt, nó là cả cụm nha. Đó. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài trên điện thoại Xiaomi Mi 6 nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn luôn cũng không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần loa trong, loa ngoài của Xiaomi Mi 6 đã lỗi, hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên Xiaomi Mi 6 nói chung và phần loa trong, loa ngoài của Xiaomi Mi 6 nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship loa trong, loa ngoài của Xiaomi Mi 6 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Xiaomi Mi 6 hàng đầu hiện nay.